Ngọc Anh, giảng viên dạy chuẩn bị tốt cho online. Và hôm nay đồng hành cùng với mình có đội ngũ chuyên viên và chuyên gia tư vấn của dạy chuẩn bị tốt cho online. Xin mời. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Trinh, mình thuộc team dạy chuẩn bị tốt cho online. Mình đến từ Hải Phòng và hiện tại thì mình đang là giảng viên của cái lớp dạy chuẩn dành cho bé. Thì khi mà mình tiếp xúc với dạy chuẩn ấy là mình cũng đi tìm một giải pháp để giúp cho con của mình ấy là hạn chế dùng thuốc. Thì trong cái quá trình mà mình tìm hiểu ấy, thì mình thấy rằng là cái phương pháp dạy chuẩn là một phương pháp mà có thể nói là gì, nó đánh thức cái khả năng mà tự chữa bệnh của cơ thể rất là tốt. Nghĩa là điển hình là gì, suốt 4 năm qua từ ngày mà mình áp dụng dạy chuẩn đây là cả gia đình mình không phải dùng đến một viên thuốc nào cả. Và mình nhận thấy rằng đây là một phương pháp mà có thể giúp cho tất cả mọi người, tất cả chúng ta, đặc biệt là trong cái mùa dịch này, chúng ta có thể là tăng sức đề kháng để tự thân mình có thể là tự chữa lành được cái những cái sức khỏe của mình, để mà đồng hành cùng với tất cả mọi người vượt qua cái mùa dịch này an toàn. Chúc các bạn bình an vượt qua mùa dịch. Cảm ơn rồi, chào các bạn. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hiền. Mình cũng đang là chuyên viên tư vấn trong web chuyển dẫn của Cho Online. Hiện tại thì Hiền đã làm việc trong lĩnh vực chuyển dẫn chăm sóc sức khỏe tự động được 3 năm. Và đối với Hiền, đây là một con đường có thể giúp mình tự chủ động về sức khỏe, có được cái sự chăm sóc của người thân một cách đúng cách và luôn luôn là tự tin, luôn luôn bình an. Thì rất là mong muốn cùng với mọi người chúng ta hãy trang bị kiến thức này cho bản thân mình, để mà mình có thể hoàn toàn chủ động trong bất kỳ một tình huống nào. Thì lúc nào chúng ta cũng có thể tràn đầy tình yêu thương và có thể giúp đỡ được những người thân của mình xa hơn là bạn bè và đồng nghiệp mình, để vượt qua những thời khắc khó khăn này của đất nước nói chung. Chúc các bạn bình an và nhiều sức khỏe nha. Xin mời Hằng Hoàng. Cảm ơn Nguyễn Hiền. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hằng Hoàng, thuộc team dạy chuẩn bị cho online. Mình hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình bén duyên với dạy chuẩn đã khá lâu rồi, tuy nhiên thì để mà đi sâu và tìm hiểu dạy chuẩn thì cách là mới đây khoảng tầm 2 năm thôi. Và hiện tại mình đang làm một người gọi là trị liệu của dạy chuẩn và ứng dụng các cái phác đồ này, các cái cách trị bệnh của dạy chuẩn vào với thực tế. Thì mình cảm thấy là cái phương pháp dạy chuẩn cực kỳ là vi diệu. Nó là một phương pháp đơn giản và vĩ đại, cũng như là cái chủ trương của thầy Châu ấy. Tất cả mọi thứ đều đơn giản và vĩ đại, đơn giản và hiệu quả. Hôm nay mình rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong cái chuyên đề tăng sức đề kháng của dạy chuẩn ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người có được sức khỏe và sự bình an vượt qua đại dịch Covid một cách mạnh mẽ, thật mạnh nhất. Cảm ơn. Yeah, và trong series chương trình hướng dẫn các kỹ thuật tăng sức đề kháng của dạy chuẩn, thì hôm nay team dạy chuẩn của Cho Online sẽ giới thiệu với bạn một cái sản phẩm vô cùng đơn giản và ai cũng có thể làm được, không cần bất kỳ một điều kiện gì cả, và chúng ta chỉ cần sử dụng cái cơ thể này thật đúng thôi. Và sản phẩm hôm nay có tên là quay cổ tay. Yeah, đây là một cái sản phẩm rất là đơn giản, ứng dụng cái thuyết đồng kích của Mỹ và đồng hình của dạy chuẩn. Khi chúng ta nắm ngón cái vào trong lòng bàn tay như thế này thì nó sẽ đồng hình với cái đầu của mình. Và đây là đầu thì đây là mặt và đây là cái cổ. Và khi mình quay cái cổ tay như thế này có nghĩa là mình đang quay toàn bộ cơ thể. Và khi mình quay cổ tay nó sẽ giúp lưu thông khí huyết phần toàn bộ cơ thể và kết nối với nội tạng ở bên trong. Nên các bạn hãy quay cổ tay từ 2 đến 3 lần mỗi ngày, và mỗi lần nhất là 200 cái, để phòng bệnh và tăng sức đề kháng nhé. Tiếp theo, xin mời Hoàng Trinh chia sẻ một chút trải nghiệm của bạn về quay cổ tay đi nào. Xin chào mọi người, thì mình đến với dạy chuẩn trong cái lúc mà mình đang còn rất là trẻ khỏe, và gần như là mình chỉ có một cái chứng bệnh, đấy là gì, ngồi máy tính làm việc nhiều thì mình hay bị đau cổ gáy vai. Và cái giảng thuật quay cổ tay ấy, nó sẽ giúp cho mình là lưu thông khí huyết và hết đau mỏi cổ gáy vai ngay sau khi mình quay cổ tay. Mình quay nó tùy vào từng cái hoàn cảnh, có nghĩa là khi mà mình quay mình cảm thấy nó thoải mái, và khi mình quay mình cảm thấy là khí huyết ở trong người nó được lưu thông, nó được thông thoáng hơn ấy, thì cái chứng đau cổ gáy vai của mình nó dần nó cũng giảm và nó cũng hết.
và đấy là một trong những cái trải nghiệm bản thân, đồng thời ấy, tăng sức đề kháng cho cơ thể, làm ấm nóng cơ thể lên. Thì đó là một trong những cái lợi ích mà phương pháp quay cổ tay có thể giúp bạn là tăng được cái sức đề kháng, giúp bạn làm ấm cơ thể để vượt qua được những cái cảm hàn, cảm virus. Cảm ơn ạ. Vậy chia sẻ của Mỹ Hiền, chào các bạn. Đối với Hiền thì quay cổ tay là một bài giảng thuật vô cùng quý diệu của thầy Vũ Châu đã phát minh và dành cho tất cả mọi người. Những ai còn có thể ý thức được đôi bàn tay của mình, mọi người đều có thể thực hiện được, và lợi ích là vô cùng to lớn. Và bất kỳ một cái con đường nào, một cái sự nghiệp nào các bạn muốn phát triển, các bạn chỉ có thể là tự bản thân mình rèn luyện và hãy trải nghiệm đó ngay lúc này. Các bạn hãy làm theo những thao tác của tôi trong vòng 5 phút đến 10 phút. Nếu các bạn thấy toàn bộ cơ thể của mình nóng lên, đó là lúc cơ thể của chúng ta giải phóng các năng lượng phát triển, cơ nạp tất cả những cái tái sinh, những cái năng lượng mới cho cơ thể. Và nếu bạn cảm thấy khỏe khoắn, hãy làm điều này, hãy làm điều này cho ba mẹ mình, hãy hướng dẫn ba mẹ mình, hãy hướng dẫn cho người thân của mình, đồng nghiệp của mình, bạn bè của mình. Đây là một cách tốt nhất, đơn giản nhất để chúng ta có thể ở nhà tập thể dục mà không cần phải ra ngoài. Chúng ta vẫn tuân thủ các quy định, các cái cách ly của nhà nước, trong phối hợp nhà với nhà nước và đội ngũ y bác sĩ trong việc chúng ta kiểm soát dịch và nâng cao sức khỏe tại nhà. Các bạn hãy làm đi, hãy trải nghiệm đi và hãy cho chúng tôi biết và hãy chia sẻ này cho người thân. Xin mời chia sẻ của Hồng Hoàng. Bạn đã quay một tay được bao nhiêu lâu rồi và bạn cảm thấy tập này như thế nào? Hiện tại em vừa đang vừa đang quay một tay khoảng được 2-3 phút thôi mà cảm thấy người em nó nóng lên rất là nhiều rồi. Mọi người có thấy thế không ạ? Đây là một cái rất chi là đơn giản, nhưng cái hiệu quả của nó thì vô cùng là vi diệu. Bạn chỉ cần tin, đặt niềm tin là bạn sẽ trải nghiệm, bạn sẽ được mở rộng cái niềm tin đấy nữa. Và chắc chắn khi bạn trải nghiệm thì bạn sẽ còn muốn giới thiệu cho tất cả mọi người, những người thân, những thân quen của bạn, bạn bè của bạn, tất cả mọi người được trải nghiệm cái phương pháp này. Thuật bay của tay này thực sự là đơn giản và hiệu quả rất nhiều ạ. Cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của Hoa và